Hai bên vốn họ trân trọng và biết mến. Ở trong ngày vui hạnh phúc của Hồng Nhung và Tuyết Thận, đó là buổi lễ hỏi rất vinh dự cho Trung tâm Ánh Sáng Sự Kiện Lễ Hỏi Quang Thanh và Công Táo. Được sự nhã ý của gia đình trong ngày làm chương trình được trở về với gia đình. Và gia đình bắt đầu đang được đứng lên sân khấu nói về tình yêu hạnh phúc của hai bạn cũng thay lời cho gia đình. Xin cảm ơn quý khách đã trở về với gia đình trong buổi sáng nay. Và trước khi để diễn ra buổi lễ hỏi, từ những người làm chương trình xin chúc cho Hồng Nhung và Tuyết Đạt trong năm tình duyên miên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì chú bác, nội ngoại, hai bên gia đình, các nam thanh nữ tú, bạn bè của cháu Hồng Nhung và Tuyết Đạt. Tôi là bác của cháu Tuyết Đạt, đại diện cho nhà trai. Trước hết, xin lời chào chân quý nhất tới toàn thể các quý cô, quý ông, quý bà và gia đình họ là gái mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. Xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của nhà gái đã dành cho nhà trai chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cháu Tiến Đạt, con trai của ông bà Hồng Lan và cháu Kiều Dung, con gái của ông bà Minh Ngày, đã có thời gian tìm hiểu nhau đủ lâu, đủ dài, từ mối quan hệ bạn bè, các cháu đã tìm hiểu và kết thân và yêu thương nhau và có nguyện vọng cùng nhau xây dựng gia đình. Qua những cái cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa ông bà Hồng Lan và ông bà Minh Thần, hai gia đình đã vui vẻ thống nhất chọn ngày lành tháng tốt để thực hiện các cái nghi lễ, các bước theo cái quy trình tổ chức lễ cưới theo đúng phong tục tập quán của cha ông cũng như của địa phương. Hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi có mặt tại nhà gái hôm nay với đầy đủ các thành phần, có ông trẻ, bà trẻ, hai bên đội ngoại của cháu Tiến Đạt, có các cô dì chú bác, anh em và bạn bè của cháu Tiến Đạt. Cô xin thông báo với toàn thể các quý vị là ông nội, bà nội của cháu Tiến Đạt và bà ngoại của cháu Tiến Đạt rất muốn được tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Tuy nhiên các cụ đã gần 90, do đó không thể tham dự cái cuộc vui ngày hôm nay được. Và cũng qua tôi, các cụ nhắn nhủ và gửi lời chào tới quý cụ, quý ông, quý bà và gia đình người gái. Thưa toàn thể quý cụ, quý bà này, và đến ngày hôm nay thì đem cho nhà ông bà Hồng Lan có chuẩn bị chín mâm sinh lễ này thể hiện chín cái ý nghĩa thành ý, thể hiện sự hân hoan, thể hiện sự chân thành và thể hiện cái hạnh phúc của đời, có mong muốn hạnh phúc của các cháu sau này. Tuy nhiên tất cả những vấn đề đó đều có một mong muốn duy nhất là được các quý cụ, quý ông, quý bà đem họ nhà gái chấp thuận để các cháu
sớm lên viên vợ chồng và hai ông bà Hồng Lan và ông bà Minh Đoàn sớm kết nghĩa thông gia. Cái lễ vật không lớn nhưng thể hiện cái sự chân thành của luật pháp tới cả đó. Xin có ý kiến ủng hộ lời đề nghị như vậy. Kính thưa các cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của hai gia đình, nhà gái và nhà trai. Tôi là bác của cháu Hồng Nhung. Lời đầu tiên đại diện cho gia đình, nhà gái, đại diện cho ông bà Minh Nhuận, xin nhiệt liệt đón chào các cụ đã hiện diện có mặt tại nhà gái chúng tôi. Xin mời được mời tiệc, mời chầu, mời tiệc trà đến toàn thể các quý vị. Kính chúc toàn thể các quý vị nhà trai, nhà gái, quan viên bốn hộ một lời chúc sức khỏe và thành công. Kính thưa toàn thể các quý vị, qua ý kiến của vị đại diện cho họ nhà trai, tôi đại diện cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn và hoàn toàn nhất trí đồng ý chấp nhận toàn bộ các mâm sính lễ của gia đình nhà trai mang đến ăn hỏi và dẫn cưới. Hai cháu Hà Nhung, Tiến Đạt sớm trở thành vợ chồng trên tinh thần tự nguyện, tích cực, tôn trọng văn hóa nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp trong lễ ăn hỏi, lễ cưới mà ông cha ta để lại. Cuối cùng, một lần nữa, xin kính chúc toàn thể các quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh chị em, nam nữ thanh niên, kính chúc hai gia đình, nhà trai, nhà gái, mạnh khỏe, xin chân thành cảm ơn. Cũng như để tổ tiên biết phù hộ độ trì và chúc phúc cho hai cháu để quá trình tổ chức lễ cưới chính thức sẽ đạt được nhiều thành công tốt đẹp. Thank you.
quý cô, quý ông, quý bà, cô chị, chú bác và cô bên. Quả thực hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với gia đình ông bà Hồng Thu cũng như bên họ của cho chúng tôi. Thay mặt cho đoàn đại trai xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, thắm tình thắm nghĩa của nhà gái dành cho đoàn đại trai chúng tôi. Buổi lễ ăn hỏi và dẫn cưới đã kết thúc trong một cái không khí ấm áp tình cảm. Để tiếp nối các cái bước tiếp theo trong quy trình tổ chức lễ cưới thì qua bàn bạc trao đổi giữa hai bên đã thống nhất ngày thứ sáu.
Kính thưa quý vị, yêu nhau chẳng quản đường xa, yêu nhau bằng chén nước trà thiệp chung. Ngoài trời thời tiết chan hòa, ở trong phòng cưới tràn đầy niềm vui. Phòng có chật nhưng tấm lòng không chật, bàn ghế của gia đình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều. Với tình cảm của quý vị, cô bác anh chị hai họ trở về với gia đình rất là đông. Thì bắt đầu trước một lần nữa thay lời cho gia đình, đỡ lời cho Hà Nhung và Tiến Thật, mong toàn thể quý vị hãy hiểu thông cảm cho gia đình chúng tôi. Dạ vâng, quý vị, thật đúng là chỉ cần người lớn với nhau, đến nhà với một quả cầu lá trầu, chứng minh cho cái lần đầu, ngon trà rớt ngõ cho nhau đi về. Trầu cau nói hết lời thề, thủy chung son sắt không hề đổi thay. Lá trầu như giấy kết hôn, quả cau như thề dấu son đổi chìm. Mẹ cha cho bỏ cho vôi. Kính thưa quý vị, chồng con ngày hôm nay đó là Nhung và Tiến Đạt đã chính thức lên đôi vợ chồng. Quý vị, như vậy là ông trưởng đoàn họ nhà trai cùng với các cụ, các con, các bà, tôi xin chúc bác đặc biệt là chú thể Tiến Đạt đã mang ngô hoa đồng thắm trở vào vừa gia đình. Thay lời cho gia đình xin được trân trọng kính mời và cảm ơn ông. Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta vào trước ạ, thì ta trở lên những là bàn ghế bên trên ạ. Và để trước khi Tiến bước vào cái thủ tục xin dâu trong buổi sáng nay, thì bắt đầu trước thay lời cho những người làm chương trình xin chúc cô dâu chú rể trong năm tình duyên miên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc quý vị quan viên hai họ hai gia đình trong mặt trận sản xuất luôn đa tài đa độc đa với quý. Chúc các quý của ông luôn vui vẻ tuổi già. Xin chúc các quý của bà sống lâu trăm tuổi. Chúc các mẹ, các chị, các cô đẹp mãi tuổi xanh. Chúc các bác, các chú, các anh thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn trẻ sớm xây dựng gia đình. Chúc các cháu nhỏ chăm ngoan học giỏi. Lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Kính thưa quý vị, thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, cha mang cả tấm thân gầy che chở cho con. Cha mẹ tất cả vì con, nuôi con ăn học để thơm tiếc đời. Đến nay Nhung Đạt đã lớn rồi, trai chị cả vợ, gái nơi cả chồng. Đẹp đôi loan phượng, tơ hồng xe duyên, họ hàng nội ngoại đôi bên vừa lòng hợp ý thành hôn định ngày. Để nên có buổi hôm nay, gia đình ông bà Bình Nhuận rất là vinh dự và long trọng được đón nhận và đón tiếp sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, bạn bè nam nữ gần xa cùng với các cháu nhỏ. Hai gia đình cũng đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt trở về với gia đình. Thay lời cho gia đình, xin mời toàn thể quý vị hãy thư thái thoải mái xuôi chén nước của hương vị quê hương tổ dân phố, thị trấn Kiên Xương, huyện Kiên Xương, tỉnh Thái Bình. Và để cùng hướng lên đài hoa chính ngày hôm nay, theo dõi buổi tường thuật trực tiếp chương trình lễ đón dâu, mừng hạnh phúc với lòng, chung xây hạnh phúc một lòng về chung. Anh cùng em vẹn ước mong, dù đời trong ngả phong trần gió sương, sánh vai trên một con đường, chung xây hạnh phúc yêu thương tình nồng. Trong năm tặng một chữ đồng, đại diện nhà chồng phát biểu xin dâu. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu vị đại diện họ nhà trai đến phát biểu xin dâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin kính mời. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa cô dì chú bác và quan viên của họ, tôi là bác của chú rể Tiến Đạt, đại diện cho nhà trai. Trước hết xin chào và cảm ơn các ông, các bà, cô dì, chú bác và gia đình nhà gái đã tiếp đón nồng nhiệt đoàn nhà trai chúng tôi và tổ chức một không gian lễ vô quy rất đẹp, trang nhã và lịch sự. Xin kính chúc sức khỏe các quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể gia đình. Kính thưa các quý vị, hôm nay là một ngày đẹp trời. Đoàn nhà trai chúng tôi đến dự lễ cái cung hôm nay có đầy đủ các cái thành phần, có các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác
anh chị em và bạn bè của chú rể. Trên phương diện và vai trò của trưởng đoàn đại diện cho nhà trai, tôi có xin đôi lời phát biểu. Cái thứ nhất, thể theo nguyện vọng của ông bà Hồng Lan, mong muốn được sớm kết tình thông gia với ông bà Minh Duẩn, và cũng muốn mong muốn hai cháu Tiến Đạt và Hà Nhung sớm chính thức trở thành vợ chồng. Thì đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay có cưới chồng, xin mở lòng với nhà gái, mong nhà gái chấp nhận cho nhà trai chúng tôi được đón cháu Hà Nhung về nhà chồng. Nhà dâu nhà rể không gần, hai bên kết tía tình thân mặn nồng, chung con chung cả ấm lòng mẹ cha. Kính thưa quý vị, yêu nhau thì lòng hẹn với lòng, chung xây hạnh phúc một lòng thủy chung. Anh cùng em vẹn ước mong, dù đời chắc là phong trần gió sương, sánh vai trên một con đường, chung xây hạnh phúc yêu thương tình nồng. Cháu Hà Nhung thì bà nội của Hà Nhung ngày hôm nay cũng có món quà để chúc phúc cho hai cháu ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời bà nội. Chỉ riêng cháu, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, còn là nội ngoại đôi bên, vừa lòng vợ ý thành hôn định ngày, để nên có buổi hôm nay được đón tiếp quý vị về đây chúc mừng. Vâng ạ, rồi ngày hôm nay Hà Nhung hôm nay xuất giá về nơi nhà chồng, trước là tôn đạo gia phong, kính cha kính mẹ, chiều chồng thương con, yêu nhau từ thuở còn son, phải thương nhau cho tới đến khi bạc đầu. Trải qua mưa nắng dãi dầu, tình yêu hạnh phúc là điều không may. Cũng có một món quà rất là nhỏ nhưng mang rất là nhiều ý nghĩa để chúc phúc cho con gái và con rể của mình. Vâng ạ, xin mời phần hiện diện của ông bà Minh Nhuận. Tới những chiếc da vàng vẫn còn lác đác mưa rơi, nhường chỗ cho muôn hoa khoe sắc tỏa hương thơm khắp đất trời. Để rồi mỗi khi con chim mèn nghiêng cánh trao mình trên bầu trời xanh ngọc, thì hoa đào, hoa nê, hoa mận nở trắng cánh, đất nước hồ màu xanh, thì mầm non tương lai hoa hạnh phúc cùng tuôn
nhau hết hở. Để rồi mỗi chúng ta đây đã và đang được đón nhận một tình yêu mới. Các chị đã dành cho Hà Nhung và đến ngày hôm nay. Vâng ạ, xin thì yêu như lửa đốt, cây củi nào cũng cháy thành tro. Mà đã yêu thì yêu như rượu bốc, trên con trời, giữa con đất, giữa lại có hai ta. Mà đã yêu thì yêu như ông bà, mấy sông không nổi, mấy đèo cũng qua. Mà đến đây dặn cháu đôi câu, trước khi cháu về làm dâu ông bà. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu vị đại diện họ nhà gái đến phát biểu cảm ơn. Xin kính mời. Kính thưa các bộ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ, thanh niên đang hiện diện có mặt tại phòng cưới nhà gái hôm nay. Đại diện cho họ nhà gái, tôi xin chấp nhận lễ của gia đình nhà trai gọi dâu đại diện cho gia đình nhà gái. Tôi xin chấp nhận và kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, hai bên nội ngoại, hai bên gia đình nhà trai nhà gái. Mời chầu, mời nước, mời tiệc ngọt để cùng chung vui ngày hạnh phúc của hai cháu Hà Nhung và Tiến Đạt. Xin chân thành cảm ơn. Bảo kính bên trong xin mời bạn.
thực sự đây là trong tay của nhà trai. Trân trọng kính mời hôm nay quý vị quan khách, các cụ, các ông, các bà, quý cô dì chú bác cùng toàn thể anh chị các bạn của gia đình đây. Chúng ta hãy cùng bắt đầu tình cờ di chuyển từ vào phía bên trong thư gia cũng như hội trường tình cưới của đại gia đình. Phía bên trong thư gia với những hàng ghế dành riêng dành cho đón sự hiện diện của các cụ, ông, các bà, quý cô dì chú bác của hai bên gia đình. Và những trường tình cưới với cả hàng ghế dành riêng dành cho đón sự hiện diện của các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Vâng, thưa quý vị thân mến, sự hiện diện của toàn thể quý vị trong ngày vui hôm nay cùng xây đất xây chồng. Đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin phép được bắt đầu. Xin hân hạnh trân trọng đồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị, quan khách, các cụ, công các bà, quý cô dì chú bác và toàn thể anh chị các bạn đã hiện diện tại tư gia cũng như hôn trường tình cưới của đại gia đình họ nhà trai trong ngày vui hôm nay để cùng hân hoan chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trước rể Tiến Đạt và cô dâu Hà Nhung trong buổi chiều ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép Tuấn Đạt xin được thay lời cho đôi bạn trẻ cũng như đỡ lời cho đại gia đình xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, từ ngàn xưa đến tận bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu có lẽ là câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến đầy cảm xúc và vô vàn màu sắc khác nhau. Nhưng có một điểm chung là khi bước vào cuộc yêu, khi đôi trái tim đã hòa cùng một nhịp, thì những đôi uyên ương luôn muốn gắn kết nhau trong một mái ấm gia đình để nguyện mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Và ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và những nghi thức đầu tiên trong đại lễ thành hôn để chính thức gắn kết đôi bạn trẻ của chúng ta nên vợ nên chồng trở về chung một mái ấm gia đình, đó chính là những lời giới thiệu cũng như những lời trao dâu nhận rể của các ông bà đại diện cho hai bên gia đình. Và trước tiên thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng đến với đôi lời ý kiến giới thiệu cũng như ý kiến phát biểu trao dâu của bác đại diện cho đại gia đình họ nhà gái. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể anh chị em thanh niên nam nữ xa gần của hai bên bốn họ, tôi là bác của cháu Hà Nhung, hôm nay được đến mảnh đất Sơn Tây giàu tình cảm, qua đây đại diện cho họ nhà gái, tôi xin chính thức vào phút này giao dâu cho họ nhà trai. Cháu Nhung từ nay chính thức là con dâu, là con của các cụ, các ông, các bà họ nhà trai. Chúng tôi cũng tiếp nhận cháu Tiến Đạt là con rể, là cháu rể của họ nhà gái chúng tôi. Trước khi ngời, xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà đã có mặt tại hôn trường nhà trai hôm nay để cùng dự buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý cô, quý ông, quý bà, kính thưa cô dì, chú bác, hai bên, con trai, con gái, kính thưa quan viên của nó. Tôi là bác của chú rể Tiến Đạt, đại diện cho gia đình nhà trai. Trước hết xin được gửi lời chào, lời đón tiếp nồng nhiệt nhất tới toàn thể các quý cụ, quý ông, quý bà, các quý khách và toàn thể gia đình nhà gái. Chúc cho toàn thể các quý vị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. Tôi đại diện cho nhà trai chính thức nhận cháu Hà Nhung là con dâu của ông bà
Hồng Thu và cháu rể là cháu dâu của dòng họ nhà trai chúng tôi. Dẫu công nhiên núi cạn sâu chẳng cần. Và sau đây xin kính mời bà Hạnh đại diện nhà trai lên nhận cái cây cầu cứu hỏa của tư tưởng hạnh phúc trở lại gia đình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào quý vị thân mến, và đã được sự nhất trí giữa bên gia đình thì ngay sau đây xin mời chú rể Tiến Đạt, cô dâu Hà Nhung sẽ di chuyển vào phía bên trong tư gia để giữ sự hướng dẫn của đại gia đình họ nhà trai. Đôi bạn trẻ sẽ cùng làm lễ dạ tiên. Xin mời cô dâu và chú rể. Yeah.
hôm nay cho hai cháu xin em mình tới hội cưới bài lắng ấm quê hương. Vui hôm nay và ngay sau đây xin
xin mời sự hiện diện của đôi bạn trẻ trước rể Tiến Đạt và cô dâu Hà Nhung, xin mời. Tốt đẹp nhất. Và thăm lần nữa thì những chàng có tay được toàn
thật lớn hơn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Thêm một quý vị hơn nữa trong chương trình ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể hãy di chuyển ra bên phía tay trái của sân khấu để cùng tay chung tay chia ngọt sẻ bùi cắt từng bánh ngọt ngào. Xin mời. Chia ngọt sẻ bùi tình cảm của đôi vợ chồng trẻ muốn gửi tới toàn thể quý vị đã có mặt trong ngày vui hôm nay. Xin được cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị đã không quản từ sáng xa xôi vẫn có thể ra và còn về dự chương trình đại lễ thành hôn cũng như chương trình tiệc cưới. Tình cảm của đôi vợ chồng trẻ muốn gửi tới cha mẹ đôi bên, chúng con xin được cảm ơn cha mẹ rất nhiều. Và tình cảm của đôi vợ chồng trẻ sẽ cùng tay chung tay chia ngọt sẻ bùi. Tiếp theo thì xin mời cô dâu chú rể di chuyển về phía tay phải sân khấu để cùng vui sân bay và rót lên tháp lên tình yêu những dòng sân bay ngọt ngào. Và xin mời chú rể đến đại hãy cùng sân bay và đôi vợ chồng trẻ tay chung tay để rót lên tháp lên tình yêu. Và khi thật thấy kỳ diệu được ví như nước hoặc mật ngọt, nước là để tưới tắm cho tình yêu, con mật ngọt là những thi vị trong cuộc sống sau này. Xin được chúc mừng hai em trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Thank you.
dâu trước rể cũng như dành tới đại gia đình. Thì trước rể Tiến Đạt, cô dâu Hà Nhung và cha mẹ đôi bên sẽ di chuyển đến từng bàn tiệc để diễn tiến, cũng như cảm ơn tình cảm và quý vị dành cho. Xin mời cô dâu trước rể và xin